Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Minh Vương qua đời. Nghệ sĩ Minh Vương sinh năm 1955 đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 tại bệnh viện điều dưỡng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, hưởng dương 59 tuổi. Cách đây một tuần, nghệ sĩ Minh Vương có biểu hiện khó thở. Vợ ông đã vội đưa chồng vào bệnh viện điều dưỡng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tình trạng bệnh của nghệ sĩ Minh Vương biến chứng quá nặng, không qua khỏi. Nghệ sĩ Ngọc Anh nghẹn ngào kể, căn bệnh gan chuyển sang suy thận, loạn nhịp tim, huyết áp cao, tiểu đường đã khiến cho bụng của anh bắt đầu phình to, khó thở. Những ngày qua, anh liên tục gọi điện cho con gái là Trinh. Tôi vội điện liên lạc với con gái của anh, hiện sống ở gia đình tại quê nhà, lên bệnh viện thăm, gặp được con cháu, anh mãn nguyện để ra đi. Nghệ sĩ Minh Vương là kép tránh của nhiều đoàn cải lương nổi tiếng vào năm 1980. Vào đầu thập niên 1990, ông đã từng đóng các vai kép tránh trên sân khấu đoàn Khánh Hồng, Sông Bé 123, Sông Bé 10. Thời kỳ cải lương hưng thịnh, danh tiếng của anh được biết đến qua các vai diễn trên sân khấu đoàn cải lương Sông Trung. Thời đó, ông là diễn vai kép tránh bên cạnh nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy và khi ông về đoàn cải lương Trúc Giang diễn cặp với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Lúc phát hiện ra căn bệnh ở thời điểm ông đã 60 tuổi, năm đó khi vừa xuất hiện ở sân khấu thì bất ngờ bị nôn bất thường. Trước khi không thấy biểu hiện lạ của bệnh nên ông cứ nghĩ là đau dạ dày bình thường, sau đó đi khám thì mới biết mình bị suy thận. Hồi trước khi bị bệnh, tôi tiểu rất nhiều, lần trong kể cả ban đêm, các bác sĩ giải thích đi tiểu chỉ 2 lần trong một đêm. Hay tiểu ngày nhiều lần là biểu hiện của suy thận, vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ nó là bệnh tuổi già. Đối với căn bệnh này, nếu nặng quá thì phải ghép thận, nên nam nghệ sĩ quyết định chữa trị theo phác đồ của bác sĩ để trì hoãn được 2-3 năm. Từ đó mọi vấn đề nhỏ nhất như ăn uống, nghỉ ngơi đều phải tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ. Nhưng sau một thời gian khi thấy mình bị phù to cơ thể, giữ nước, ông biết đến lúc cần phải phẫu thuật. Thật may mắn khi được một người thanh niên qua đời ở tuổi 36 hiền thận, tôi cảm kích và biết ơn người ấy. Nam ca sĩ đời cô lựu cho biết cuộc sống của ông phát hiện ra mình bị suy thận cũng là lần thập tự nhất sinh đầu tiên. Những ngày vừa được ghép thận xong, ông có chút lo lắng khi chứng tiểu đêm vẫn tái diễn, nhưng được bác sĩ động viên, nghệ sĩ Minh Vương bắt đầu tuân thủ theo lời mọi khuyên, hướng dẫn từ việc ăn uống kiêng khem đến tập luyện sức khỏe. Sức khỏe đã từng bước cải thiện, ông thấy mình lạc quan, vui vẻ, yêu đời trở lại. Sau này, mỗi năm nghệ sĩ đều vào chùa, thắp nén hương tưởng nhớ người đã cứu mình. Từ lúc ghép thận cho đến nay đã được 6 năm, khán giả vẫn thường thấy hình ảnh nghệ sĩ với mái tóc dài ngang đứng trên sân khấu cất tiếng cao vút. Ông Hoàng Cải Lương chia sẻ lý do vẫn đứng trên sân khấu dù đuổi đã cao, đi hát về để khán giả thấy sức khỏe của tôi vẫn tốt, giọng nói vẫn bay bổng để họ không phải lo lắng gì nữa. Minh Vương được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và thành công bậc nhất trong lịch sử sân khấu cải lương Việt Nam, hơn 60 năm cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Ông đã gặt hái được nhiều thành tựu và những kỷ niệm đáng nhớ về sự yêu mến vô bờ của khán giả mô điệu. Sau ánh hào quang chói lọi trên sân khấu thì cuộc sống của ông Hoàng Cải Lương Minh Vương đời thường như thế nào? Vì dù sao ông cũng chỉ là một con người bình thường theo đúng nghĩa đen mà thôi. Minh Vương nắm tay Lê Thủy khi cả hai vừa tròn 19 đôi mươi. Hai người nắm tay nhau từ đó đến nay thấm thoát cũng hơn 50 năm trôi qua. Giờ Minh Vương 71 tuổi, Lê Thủy cũng tròn 70. Khi đó bao sóng gió cuộc đời thì đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Ngày xưa nắm tay nhau từ lúc mới chập chững vào nghề, giờ già rồi đôi bạn già lại nắm tay nhau bước trên đôi chân ven của những không còn vững chãi nữa. Những hình ảnh ấy mới xúc động làm sao, có thể nói Minh Vương Lệ Thủy là một trong số những cặp đôi được yêu thích bậc nhất của làng cải lương từ trước đến nay.
Bên cạnh những cái tên đình đáp khác như Út Bạch Lan, Thành Được, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Thanh Tuần, Thanh Kim Huệ với chất giọng đầm thắm ngọt ngào và cách diễn rất duyên dáng, sáng mọi hình ảnh, thì thật khó có thể không đắm đuối cùng cặp đôi vàng mỗi khi họ bước lên sân khấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.